Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Thành Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề mà mình nghĩ rằng là có rất rất nhiều bạn đang quan tâm và rất nhiều bạn đang gọi là mắc phải thì đúng hơn. Đó là các bạn bôi thuốc trị nám á, thì các bạn thấy là nó không có mờ được, hoặc là nó mờ được rất ít và nó không thể mờ tiếp được, mặc dù là các bạn đã tuân thủ đúng theo cái công thức của cái nhà sản xuất hay công thức của cái cơ sở kinh doanh mà người ta bán cho các bạn cái dòng mỹ phẩm đó. Các bạn thấy là nó có thể nó mờ được 20-30% mà nó không mờ tiếp được, hoặc là đạt được đến ngưỡng 50% mà nó không mờ tiếp được, hoặc là có những bạn thậm chí là không được phần trăm nào và nó không có mờ được, nó rất là trơ, rất là lì. Thì nhiều khi các bạn không có hiểu cái lý do tại sao mà nó lại gặp cái tình trạng như vậy. Thì hôm nay Thành muốn nói với các bạn một cái khái niệm á, mà khi các bạn hiểu cái khái niệm này rồi, các bạn sẽ thấy là cái nám nó không có hề khó giống như chúng ta nghĩ, và nó hoàn toàn điều trị được đối với tất cả các da. Thực tế thì các bạn không có một cái dòng mỹ phẩm nào mà có thể điều trị được 100% tất cả các loại nám. Đó là thực tế. Mà chúng ta phải hiểu là da mỗi người nó sẽ đáp ứng với từng cái loại thuốc nó khác nhau. Có những bạn chỉ cần bôi mình cái kem trị nám không các bạn cũng đã mờ. Nhưng ngược lại có những bạn là bôi 4 tháng, 5 tháng mà đủ cả một cái bộ trị nám các bạn thấy nó vẫn không mờ. Thì cái lý do tại sao? Thì nó đó là một cái khái niệm mà có thể nhiều bạn mà học y hoặc là nhiều bạn mà làm spa các bạn biết rồi. Đó là khái niệm về điểm cuối lâm sàng. Các bạn nhớ từ điểm cuối lâm sàng trong điều trị nám da. Thì cái này nó rất là quan trọng các bạn. Cái này nó rất là quan trọng. Vậy thì cái điểm cuối lâm sàng nó là cái gì? Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem một số những cái hình ảnh của các bạn mà mình, đây là các bạn ở tại nhân viên ở tại công ty mình nhé. Thì mình bắt các bạn là sử dụng cái sản phẩm để các bạn ấy xác định được cái điểm cuối lâm sàng trong điều trị. Thì đây là một bạn, các bạn thấy là cái hình của bạn đây. Các bạn thấy là bong bùn bùn này đúng không? Đó, đây là của một bạn ở tại công ty này sử dụng cái thuốc số 3. Đây là sử dụng cái thuốc số 3. Đó, thì bạn ấy bong bùn bùn như này. Rồi mình cho các bạn xem hình trước, mình giải thích các bạn sau. Đây một bạn nữa. Đây bạn này nếu như bạn nào đến spa thì gặp rất nhiều. Đây bạn Huệ. Bạn Huệ ở tại spa. Đó. Thì mình yêu cầu các bạn ấy phải sử dụng cái sản phẩm để làm gì? Để xác định được cái điểm cuối lâm sàng của mình. Đây là một bạn nam. Đây là một bạn nam giới trong công ty các bạn. Thì mình cũng bắt là bạn ấy phải sử dụng cái sản phẩm lên da để xác định được cái điểm cuối lâm sàng. Thì các bạn thấy là gì? Ba cái hình này có một cái đặc điểm chung là nó bong mùn mùn, đúng không? Nhờ vào cái thuốc số 3 và nó bong mùn mùn ở trên da của mình. Nó bong mùn giống như kiểu là mình đi tắm lâu ngày, mình không tắm mà mình tẩy tế bào chết đấy các bạn. Nó bong mùn mùn như vậy. Thì đây được gọi là đạt đến điểm cuối lâm sàng trong điều trị. Thế thì cái điểm cuối lâm sàng này nó là cái gì? Bây giờ mình nếu như đào tạo ở tại công ty á, thì mình hay thường hay lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, rất là gần gũi cho nhiều bạn hiểu về cái khái niệm điểm cuối lâm sàng cho nó đỡ trừu tượng. Là ở nhà các bạn đã từng bao giờ các bạn luộc trứng chưa? Các bạn đã từng luộc trứng chưa? Thì có mình có hỏi là các bạn luộc một quả trứng thì bao nhiêu lâu quả trứng đó nó sẽ chín? Thì có bạn đứng lên bảo là quả trứng em luộc thì 5 phút là chín. Có bạn nói là 7 phút, có bạn nói là 10 phút, có bạn nói là 15 phút. Thì thực tế là cái quả trứng nó chín bao nhiêu phút nó chín thì cho dù các bạn trả lời là bao nhiêu phút nó vẫn đều không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái dữ kiện của mình nó không đủ. Vì sao? Vì mình hỏi các bạn là quả trứng chứ mình chưa nói là quả trứng gà hay quả trứng cút hay quả trứng vịt hay quả trứng đà điểu hay quả trứng của khủng long, ví dụ như vậy, đúng không? Tức là nói là quả trứng bao nhiêu phút thì chín là chưa đủ. Vì sao? Vì cái quả trứng đó mình chưa có nói là trứng gì. Nếu như quả trứng cút thì 2 phút nó chín, 3 phút nó chín. Nhưng quả trứng gà nó cần đến 7 phút, ví dụ như vậy. Hay là quả trứng vịt nó cần đến 10-15 phút. Hay là quả trứng ngỗng thì nó cần có thể là 20 phút. Hay quả trứng đà điểu nó cần đến 30 phút. Vậy thì có nghĩa là nó cũng giống như da của mình các bạn. Không phải là tất cả mọi loại da đều theo một cái công thức được các bạn. Không phải tất cả mọi loại da đều theo công thức. Cho nên các bạn thấy là ủa tại sao mà cái bà chị này bà dùng rất là hiệu quả, nhưng mình dùng không hiệu quả? Bởi vì da của mình và bà khác nhau. Thế thì nó khác nhau ở cái là tại sao các bạn thấy là có người dùng thì bong, nhưng có những người dùng chả cảm giác gì và không bong. Bởi vì cái biểu bì da mỗi người nó khác nhau các bạn. Nó cũng giống như cái quả trứng mình là vừa lấy ví dụ ấy. Cho nên là một cái công thức điều trị nám nó không thể nào đúng đối với 100% tất cả các bạn. Mà các bạn phải xác định được cái điểm cuối lâm sàng của chính mình nó là cái gì. Cũng giống như có những bạn dùng một tuần cái thuốc, ví dụ chẳng hạn mình lấy cái thuốc 1, 2, 3 là ví dụ đi. Một tuần một lần thuốc 1, 2, 3 là thứ 2, thứ 4, thứ 6. Thì các bạn thấy là da của mình nó bong mùn. Bong mùn mùn nó giống như cái hình vừa rồi, đúng không? Thì các bạn thấy là chỉ có khoảng tầm 2 tháng, 3 tháng mình thấy cái nám mình nó mờ rõ rệt. Nhưng có những bạn cũng dùng đúng cái công thức đó, các bạn thấy là em chả có bong gì cả, em thấy nó da nó vẫn cứ bình thường.
Và thậm chí toa cái 1, 2, 3 này em không thấy nó châm chích, không thấy cảm giác gì hết. Thì thường những cái da như vậy các bạn biết không, là thường nó rất lâu mở. Bởi sao? Bởi vì nó không bóc được cái biểu bì ở bên trên. Cho nên các bạn hiểu là cái nguyên lý trong điều trị nám da ấy, là mình phải bóc được biểu bì bên trên và ức chế được bên dưới. Thì thường là chúng ta chỉ có bôi kem số 5 là cái kem ức chế bên dưới đúng không? Nhưng cái biểu bì bên trên các bạn không bóc ra được thì nó rất lâu mờ, hoặc là nó gần như nó không có thể mờ được. Đó. Vậy thì quay lại cái câu chuyện là cái quả trứng gà. Thì cái điểm cuối lâm sàng của từng cái quả trứng nó sẽ khác nhau. Quả trứng cút điểm cuối lâm sàng để đạt được nó chín là nó chỉ cần 3 phút, quả trứng gà cần 5 phút, quả trứng vịt cần 10 phút, quả trứng ngỗng cần 15 phút, ví dụ như vậy. Thì da các bạn cũng tương tự như vậy. Các bạn dùng cái thuốc số 3 là 2 lần, 3 lần hay là 1 lần trong 1 tuần thì nó đều không chính xác đối với tất cả mọi người, mà chúng ta cần phải xác định được điểm cuối lâm sàng của từng người. Ví dụ như chẳng hạn như thế là các bạn dùng 1 lần 1 tuần mà các bạn thấy nó bong mùn, ok, các bạn đã đạt điểm cuối lâm sàng, vậy thì cái công thức đó các bạn cứ dùng, chắc chắn các bạn sẽ mở. Nhưng nếu như các bạn dùng 1 lần mà các bạn không thấy nó bong mùn ra thì các bạn phải tăng lên 2 lần một tuần. Đặc biệt cái thuốc số 3 các bạn nhắc tới 1, 2 thì mình không nói. Nhưng cái thuốc số 3 là mình đã nói các bạn rồi. Trong 3 cái thuốc 1, 2, 3 thì cái thuốc số 3 là cái thuốc mà quan trọng nhất. Bởi vì nó là thuốc có cái hoạt chất gì? Để tiêu nám. Để đánh bay cái nám đi. Đúng không? Còn 1, 2 nó gần như nó chỉ là cái dọn đường, dọn chất sừng, dọn cổ năng lông để cho cái hoạt chất đi vào thôi. Thì cái thuốc số 3 ấy, nếu như các bạn thấy là 2 lần một tuần mà nó vẫn không bong thì các bạn tăng lên 3 lần một tuần. À, và các bạn có thể tăng liều bằng cách nữa là gì? Là mình tăng cái số lượng của cái thuốc. Ví dụ như bình thường mình bôi là 2 giọt, 3 giọt, bây giờ mình tăng lên 5 giọt, 7 giọt, mình bôi lâu hơn, mình để thời gian lâu hơn và mình bôi đẫm hơn. Mình ủ trên da thời gian lâu hơn, bình thường mình để có 5 phút, 10 phút, bây giờ để hẳn 20 phút. Tức là mục đích cuối cùng của mình á là bao nhiêu phút, bao nhiêu lần không quan trọng. Mà mục đích cuối cùng của các bạn là các bạn phải làm sao đạt được cái điểm cuối lâm sàng giống như trong cái hình mà mình vừa cho các bạn xem. Đây, ví dụ như đây. Đúng không? Tức đạt điểm cuối lâm sàng nó phải bong bùn bùn được như vậy thì cái nám các bạn nó mới có thể mờ được. Còn nếu như khi nó các bạn thấy là nó chưa có bong bùn được như vậy á thì gần như cái thời gian bôi của mình nó rất lâu, và rất lâu để nó mờ, kể cả vết thâm hay kể cả vết tăng sắc tố. Đó, cho nên hôm nay các bạn phải hiểu được một khái niệm rất quan trọng trong điều trị nám. Đó là khái niệm về điểm cuối lâm sàng. Vậy thì điểm cuối lâm sàng của từng người nó sẽ khác nhau. Vậy thì điểm cuối lâm sàng này các bạn sẽ điều chỉnh làm sao để cho da mình nó bong bùn đối với từng người. Và các bạn nhớ là cái thuốc số 3 chính là cái bí quyết. Cái H3 nó chính là cái bí quyết. Vậy thì nếu như một số bạn bảo là em dùng H3 mà mãi nó không thể bong được, em tăng lên 3 lần, 4 lần một tuần mà không bong được, thì có thể đối với những bạn như vậy mình sẽ phải dùng phương pháp gì? Pill, tức là phương pháp lột, là dùng thuốc C3. Đó. Vậy thì các bạn mới thấy là tại sao livestream có lúc anh Thành nó bảo là ô, cái trường hợp này có thể phải lột, cái trường hợp này có thể không cần phải lột, cái trường hợp này có thể là mình phải tăng liều H3 hay là giảm liều H3, vân vân. Thì các bạn nhớ là gì? Thực tế mình không có một cái gì là cái thần thánh, không có một cái gì là cái gọi là bí mật hết. Mà chỉ đơn giản là gì? Là mình nhìn da của từng người á, mình sẽ xác định được cái điểm cuối lâm sàng của từng người. Ví dụ chẳng hạn như thế là một bạn bảo là anh ơi em bôi 4 tháng em chả thấy mờ cái gì cả. Thì mình hỏi bạn ấy ngay. À, thế em bôi trong 4 tháng vừa rồi thì em bôi cái thuốc H3 lên em có thấy nó châm chích không? Bạn bảo em không thấy châm chích gì hết. À, thế em bôi em có thấy nó bong mùn mùn trên da của mình không? Em không có bong gì hết. Thì đó chính là lý do, đúng không? Bởi vì em chưa đạt đến điểm cuối lâm sàng thì em bôi đến 6 tháng nó vẫn không có tác dụng. Vì giống như cái cây các bạn, cái cây bây giờ để cái cây nó xanh lên được á thì mình phải làm hai việc, đúng không? Một là mình phải tiêu diệt sâu đục thân bên dưới, và hai là mình cắt lá vàng ở bên trên. Vậy thì các bạn mới chỉ tiêu diệt sâu đục thân bên dưới nhưng cái lá vàng ở bên trên các bạn không có cắt thì nhìn cái cây nó vẫn là một cái cây bị bệnh, vẫn là một cây xấu. Đó, vậy thì tóm lại là trong video này, trong 10 phút thôi, nhưng các bạn hiểu được một cái khái niệm rất quan trọng là điểm cuối lâm sàng. Và nhớ về ví dụ về cái luộc quả trứng. Chúng ta nhớ rằng là da chúng ta không có ai giống ai hết. Da của Thành không giống da của bạn, không giống da của chị hàng xóm, không giống da của bà chị dâu, không giống da của bạn đồng nghiệp, không giống da của ông xe ôm, không có giống nhau. Thì chúng ta phải xác định là cái thuốc công thức là 246 thuốc bột 23, nó là công thức chung, nó là một công thức đại chúng phổ thông. Nhưng các bạn phải điều chỉnh cái thuốc H3 làm sao để nó phù hợp với da của mình. Phù hợp là sao? Là đối với từng loại da các bạn cần phải có cái điểm cuối lâm sàng khác nhau. Thì mục đích cuối cùng của mình dùng H3 là một tuần, có thể là 2 lần, có thể là 3 lần, nhưng tóm lại cuối cùng của mình là phải gì? Đạt được điểm cuối lâm sàng là phải bong mùn. Trong điều trị sẹo, trong điều trị nám, trong điều trị lỗ chân lông to cũng tương tự như vậy, phải bong mùn. Bong mùn mùn giống như cái hình mình vừa cho các bạn xem á, thì đó mới đạt được điểm cuối lâm sàng và các bạn sẽ đạt được cái giá trị trong điều trị nhá. Thì đó chính là bí mật mà mình muốn chia sẻ với tất cả bạn trong buổi ngày hôm nay.